Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn và Hoàng Dung. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Và hôm nay là ngày thứ năm, khí hậu khá tốt đẹp. Kính chúc quý vị sau tuần lễ Thanksgiving và chúng ta đang từ từ đến tới ngày lễ nào? Christmas. Christmas. Yeah. Hoàng Dung phải suy nghĩ một chút Christmas rồi New Year. Và chúng ta bước sang năm mới lúc nào không hay quý vị nhé. Kính chúc quý vị thật nhiều sự may lành và luôn luôn có được sức khỏe tốt để chống COVID-19. Bây giờ có biến thể mới rồi anh. COVID-19 á, bây giờ có mới rồi. Dạ, còn thì, gì đó, còn thì Omicron. Omicron, nhưng mà hy vọng là hôm nay chúng tôi đưa tin là Hoa Kỳ chưa có Omicron thì hy vọng nó sẽ không có Omicron quý vị nhé. Sau đây thì anh em chúng tôi xin gửi tới quý vị một số các tin tức về Hoa Kỳ với một vài tin đáng chú ý như sau. Thẩm phán liên bang chặn quy định vaccine COVID-19 tại 10 tiểu bang. Biến thể Omicron COVID được ghi nhận ở 20 quốc gia nhưng chưa có ở Hoa Kỳ. 3 chết, 8 bị thương trong vụ nổ súng tại trường trung học Oxford ở ngoại ô thành phố Detroit. Các cố vấn FDA ủng hộ loại thuốc viên Merck điều trị bệnh nhân COVID-19. Nhà khoa học hàng đầu của công ty Pfizer xác định mối đe dọa của biến thể Omicron. Croucher thu hồi 19 món bánh tráng miệng. Tòa án tiểu bang Alabama buộc công ty Walmart bồi thường 2.1 triệu Mỹ Kim vì cáo buộc sai một phụ nữ tội ăn cắp. Bộ trưởng Quốc phòng bác yêu cầu miễn trừ quy định vaccine dành cho lực lượng vệ binh quốc gia. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin chi tiết. Thẩm phán liên bang chặn quy định vaccine COVID-19 tại 10 tiểu bang. Một thẩm phán tòa án liên bang ở Missouri vào hôm thứ Hai đã chặn quy định vaccine của chính phủ ông Joe Biden buộc nhân viên y tế 10 tiểu bang phải tuân thủ, phán quyết rằng chính phủ đã vượt thẩm quyền khi ra lệnh cho nhân viên làm việc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe phải tiêm vaccine COVID-19. Thẩm phán tòa án quận Hoa Kỳ, ông Matthew Shull ở St. Louis tuyên bố trong phán quyết dài 32 trang rằng Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, gọi tắt là CMS, cần được Quốc hội thông qua việc yêu cầu nhân viên y tế 10 tiểu bang phải tuân thủ quy định vaccine. Phán quyết của ông Shell ngăn không cho chính quyền của ông Joe Biden triển khai và thực thi quy định vaccine COVID-19, trong khi các vụ kiện tụng vẫn còn đang tiếp diễn. 10 tiểu bang bị ảnh hưởng gồm có Alaska, Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, South Dakota và Wyoming. Quy định của Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid được công bố hồi tháng 11, yêu cầu nhân viên chăm sóc sức khỏe tại 15 cơ sở nhận tài trợ thông qua Medicare và Medicaid phải tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ trước ngày 4 tháng Giêng. Bộ trưởng Tư pháp Missouri, ông Eric Schmidt, và Nebraska Doug Peterson dẫn đầu các bộ trưởng 10 tiểu bang đã kiện chính quyền của ông Joe Biden là vi phạm hiến pháp và luật liên bang khi ban hành quy định vaccine COVID-19. Giới chức thẩm quyền tại địa bang cũng cảnh cáo rằng quy định sẽ làm tăng nguy cơ thiếu nhân viên y tế, đặc biệt là tại các vùng nông thôn và khiến cho hàng triệu người mất việc làm, thưa quý vị. Biến thể Omicron COVID được ghi nhận ở 20 quốc gia nhưng chưa có ở Hoa Kỳ. Cố vấn y tế của Tòa Bạch Ốc là bác sĩ Anthony Fauci hôm thứ Ba vừa qua cho hay 226 ca nhiễm COVID-19 biến thể Omicron đã được ghi nhận ở 20 quốc gia cho đến nay nhưng chưa được tìm thấy tại Hoa Kỳ. Biến thể Omicron được ghi nhận đầu tiên tại nước Nam Phi một tuần lễ trước đã làm các nhà khoa học lo lắng về nguy cơ lan tràn đại dịch vì vaccine COVID-19 đang được sử dụng hiện nay không hữu hiệu để ngăn chặn. Họ nói rằng biến thể Omicron nguy hiểm hơn nhiều so với biến thể Delta trước đây đã làm gia tăng số ca nhiễm khắp thế giới trong những tuần lễ gần đây. Bác sĩ Fauci cho biết một chuyến bay từ Nam Phi đến Amsterdam hôm thứ Sáu vừa qua mang theo 61 trong số 624 hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID và 14 người trong số này đã bị nhiễm Omicron. Giới chức y tế Bồ Đào Nha hôm thứ Hai xác nhận là 13 thành viên và nhân viên của một đội túc cầu ở thủ đô Lisbon đã bị nhiễm biến thể Omicron vì tiếp xúc với một cầu thủ của họ vừa trở về từ Nam Phi. Và kính thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết,
đó là có 3 người chết, 8 người bị thương trong một vụ nổ súng tại trường trung học Oxford ở ngoại ô Detroit. Một vụ nổ súng xảy ra hôm qua tại trường trung học Oxford ở ngoại ô Detroit làm cho 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Nghi can nổ súng là một cậu học sinh 15 tuổi đã bị bắt giam. Cảnh sát Oakland cho biết đã tịch thu một khẩu súng ngắn được nghi là nghi can đã sử dụng để giết người. 3 người thiệt mạng đều là học sinh và danh tính của họ chưa được tiết lộ, gồm có một cậu bé 16 tuổi, 2 cô bé 14 tuổi và một cô bé khác 17 tuổi. Giới chức thẩm quyền cho biết trong số 8 người bị thương thì có một giáo viên đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Nghi can đã bắn từ 15 cho đến 20 phát súng trước khi bị bắt. Các nhân viên điều tra chưa xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng này. Nghi can đang bị giam tại nhà tù dành cho vị thành niên và có thể bị chuyển đi để truy tố khi đủ 18 tuổi. Trường trung học Oxford cách Detroit khoảng 45 dặm về phía bắc. Các cố vấn FDA ủng hộ loại thuốc viên Merck để điều trị bệnh nhân COVID-19. Hội đồng cố vấn khoa học của Tổ chức Kiểm soát Thực phẩm và Thuốc men của Hoa Kỳ, viết tắt là FDA, đã chính thức đề nghị tổ chức này cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc viên điều trị bệnh nhân COVID-19 của công ty Merck và Ridgeback Biotherapeutics hợp tác chung với nhau. Với hành động trên, thì Hội đồng Cố vấn Khoa học của cơ quan FDA đã mở đường cho việc tung ra thị trường Hoa Kỳ loại thuốc viên tên là Monopiravir trước cuối năm nay. Ông Nick Kasunis là người giám sát việc nghiên cứu vaccine của Merck, nói ông tin rằng thuốc Monopiravir hữu hiệu trong việc chống lại biến thể Omicron và xác nhận rằng công ty đã mất nhiều thời gian để thu thập số liệu cho cuộc nghiên cứu và sản xuất ra loại thuốc Monopiravir đủ mạnh để điều trị bệnh nhân bị nhiễm Omicron. Tuần qua, thì các công ty dược phẩm công bố kết quả cuộc phân tích cuối cùng cho thấy loại thuốc này giảm khoảng 30% nguy cơ nhập viện và tử vong ở người nguy cơ cao, thấp hơn so với tỷ lệ 50% được công bố lần đầu tiên hồi tháng 10. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau cuộc họp kéo dài cả ngày đã cho phép Merck và cơ quan FDA trình bày số liệu về kết quả của cuộc nghiên cứu của loại thuốc Monopiravir sau cuộc thử nghiệm. Trong khi đó, thì một bản tin khác cho biết, nhà khoa học hàng đầu của Pfizer đã xác định mối đe dọa của biến thể Omicron. Thưa quý vị, ông Mikhail Dostin, giám đốc khoa học của Pfizer hôm qua tuyên bố rằng công ty đã chuẩn bị để đối phó với tình huống xấu nhất, buộc phải dùng các loại thuốc đặc trị để điều trị bệnh nhân bị nhiễm biến thể Omicron. Ông Dostin cho biết là ông đang theo dõi hai yếu tố quan trọng giúp xác định cuộc chiến đẩy lùi biến thể Omicron trong vài tuần lễ tới đây. Họ nhìn nhận rằng biến thể Beta và Delta có thể làm giảm khả năng bảo vệ của vaccine và biến thể Omicron chứng tỏ sức nguy hiểm gấp bội phần. Ông Dostin cho rằng sức miễn dịch của cơ thể con người được tiêm vaccine COVID-19 sẽ giảm thấp khi bị nhiễm biến thể Omicron, buộc nhân loại cần phải tiêm một liều đặc hiệu để chống biến thể Omicron. Ông báo động rằng thế giới đang bắt đầu đi từ vàng sang đỏ khi mà khả năng miễn dịch ở cơ thể của con người bị giảm xuống theo thời gian. Ông Dostin khẳng định rằng cách tốt nhất để bảo vệ con người trong mùa đại dịch hiện nay đó là nên tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ và tiêm liều thứ ba, thưa quý vị. Ông nói hãy còn quá sớm để biết liệu là biến thể Omicron có nguy hiểm hơn Delta hay không, và câu trả lời sẽ được công bố vào tháng 12 tới đây. Ông Dostin nói rằng liệu vaccine COVID-19 mới có thể sẵn sàng để sử dụng vào tháng 3 năm 2022, trong khi các công ty dược phẩm khác như là Moderna, Novavax và Johnson & Johnson đang nghiên cứu việc sản xuất vaccine COVID-19 liều thứ 3 đủ sức để chống biến thể Omicron, thưa quý vị. Công ty Kroger thu hồi 19 món bánh tráng miệng. Công ty Kroger đã ban hành lệnh thu hồi nhiều loại bánh nướng có thể chứa các mảnh kim loại có hiệu lực vào đầu tháng này. Tất cả gần 20 sản phẩm bị thu hồi đều được bán dưới thương hiệu Country Oven vì nghi ngờ có chứa các mảnh kim loại xâm nhập vào tinh bột được sử dụng trong quá trình nướng bánh.
các loại bánh mì thu hồi đã được bày bán tại các cửa hàng của 30 tiểu bang, gồm các tiểu bang như South Carolina, Georgia, Alabama, Illinois, Indiana, Missouri, Ohio, Kentucky, West Virginia, Tennessee, Mississippi, Arkansas, Nebraska, Kansas và cả California, cũng như Oregon, Washington, Idaho, Louisiana, Montana, New Mexico, Nevada, Texas, Wisconsin, Virginia, Wyoming và Utah. Trong tháng này thì công ty Trader Joe và Kroger đã thu hồi gần 100.000 bao thịt gà đã bị nhiễm nguyên liệu bẩn từ nước ngoài. Quay sang Alabama thì tòa án của tiểu bang này đã buộc Walmart bồi thường 2.1 triệu Mỹ kim vì đã cáo buộc sai một người phụ nữ tội ăn cắp. Bồi thẩm đoàn một phiên tòa ở Alabama vừa yêu cầu Walmart chi 2.1 triệu Mỹ kim tiền bồi thường cho một người phụ nữ bị cáo buộc oan tội ăn cắp tại một cửa hàng. Phụ nữ này là một nữ y tá tên là Lilish, bị cáo giác phạm tội ăn cắp và đã bị bắt oan. Cô gái cho biết là đã bị nhân viên Walmart ngăn rời cửa hàng vì không tin là cô đã thanh toán tiền mua hàng tạp hóa tại trạm thanh toán tự động. Cô y tá sau đó đã bị bắt vì tội ăn cắp đồ tại cửa hàng. Tuy nhiên, cô y tá không bị truy tố vì vụ án này đã bị đình chỉ ngay sau đó. Thế nhưng, cô lại nhận được thư của luật sư đại diện của Walmart đe dọa là sẽ kiện trừ khi cô trả 200 Mỹ kim lệ phí giải quyết vụ án, nhiều hơn trị giá của món hàng. Brandy Hargrove, phát ngôn viên của Walmart, đã nói rằng công ty tin là nhân viên của họ đã hành động đúng và cho biết là sẽ kháng cáo phán quyết của bồi thẩm đoàn phiên tòa buộc họ bồi thường 2.1 triệu Mỹ kim cho người phụ nữ nói trên. Còn theo bồi thẩm đoàn thì phiên tòa Walmart phải chịu trách nhiệm là đã bắt giữ sai, bỏ tù sai, truy tố ác ý hoặc là vu khống, thưa quý vị. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã bác yêu cầu miễn trừ quy định vaccine dành cho lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang Oklahoma. Bộ trưởng Quốc phòng ông Austin hôm thứ Hai đã từ chối yêu cầu của thống đốc tiểu bang Oklahoma về việc miễn trừ dành cho thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang, cho phép họ không phải tuân thủ quy định vaccine COVID-19 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ông Austin đã nói với thống đốc của Oklahoma là Kevin Sitt rằng tất cả thành viên của các tổ chức chi nhánh dịch vụ của Bộ Quốc phòng đều phải tuân thủ lệnh tiêm vaccine. Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài là ông John Kirby hôm thứ Hai cho biết các cá nhân của lực lượng vệ binh quốc gia bị buộc phải tiêm vaccine COVID-19 để sẵn sàng chiến đấu. Ông Kirby cho biết Bộ Quốc phòng chưa nhận được yêu cầu tương tự của các tiểu bang khác. Trong bản ghi nhớ công bố hôm thứ Ba thì Bộ trưởng Quốc phòng Austin cảnh cáo rằng các thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia không tuân thủ quy định vaccine khi không được miễn trừ sẽ không thể tham gia các cuộc diễn tập, các cuộc huấn luyện. Hạn chót để các thành viên lực lượng vệ binh quốc gia tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ là 30 tháng 6 của năm tới, trong khi hạn chót dành cho lực lượng vệ binh quốc gia không quân là 2 tháng 12, tức là đã qua rồi, thưa quý vị. Hiện chỉ có khoảng 40% lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang và 89% lực lượng vệ binh quốc gia thuộc về không quân đã được tiêm chủng đầy đủ mà thôi. Thưa quý vị, đó là bản tin chốt về Hoa Kỳ và sau phần thông tin thương mại, mời quý vị trở lại với chúng tôi để nghe tiếp phần tin thế giới.